Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 19 tháng 6 năm 2024. Lý Thiếu Canh cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Hoàng Nga cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。
将军.将军.
将军。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 
将军。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 Chơi đến đây sát cục, Lý Thiếu Canh buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Lữ Khâm cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Hoàng Nga cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, Lữ Khâm buông cờ nhận thua. Video của em xin kết thúc. Ở đây cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.